cháu thấy có nơi hành lễ mừng thọ đại giới đàn pháp loa là để làm gì thưa bác? Cái câu chuyện này nó cũng dài dòng. Bây giờ là cái nó để là chúc thọ đại giới đàn pháp loa, phải không? Chúc thọ là mừng cái tuổi thọ, giới là cái giới luật của cái tổ pháp loa này, giới luật của tổ pháp loa này, thấy không? Thành ra con muốn hiểu cái này là, mà cái này thì để dùng cho cái con người mà tu theo đạo của Trúc Lâm Yên Tử, người ta mới hành lễ này. Còn nếu mà con không tu cái đạo Trúc Lâm Yên Tử thì con không có hành lễ này được đâu. Bây giờ cái câu chuyện này thì bác sẽ nói cho con nghe cái đầu của đuôi nói thế này nè. Khi mà vua Trần Nhân Tông á, ông bỏ ngôi vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử, ông tu. Thì ông tu là gì? Dạo, ông có cấp cho người ta một cái giấy gọi là giống như chùa Thiền Tông Tân Diệu là cấp cho cái yếu chỉ Thiền Tông vậy. Là ông cấp cho cái giấy gọi là gì? Yếu chỉ kêu bằng Thiền Phái Trúc Lâm. Yếu chỉ Thiền Phái Trúc Lâm. Khi mà vua Trần Nhân Tông mất á, thì ông pháp loa ông kế vị cái này. Thì vào năm 1325 ông có tổ chức một cái lễ kỷ niệm đầu tiên về cấp cái yếu chỉ của cái pháp môn Phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Thì vì thế nó có cái danh từ này, chúc thọ là chúc mừng cái tuổi thọ của này. Nó mới được có một mấy năm thôi. Rồi đại là lớn là cái lễ này làm lớn rồi. Giới là cái giới luật của cái Phái Trúc Lâm Yên Tử này nè. Mà cái này ai làm? Khi Trần Nhân Tông mất rồi, ông pháp loa đó, ông làm 1325, ông làm cho đến 5 năm sau là ông chết. 1330 là ông pháp loa ông chết. Đến năm 1331 thì Tổ Huyền Quang mới tổ chức cái này, đem về thành Thăng Long làm. Thì người ta mới biết, chứ ngày xưa làm trên núi Yên Tử người ta không biết. Thì từ đó thì ông mới tuyên bố là đại giới đàn pháp loa năm thứ 6, có nghĩa là 6 năm. Mà con có hiểu là cái ngày xưa đó, nếu mà con mà được cấp cái giấy này á, là làm sao? Con phải hiểu năm thứ như thế này nè. Đạo Phật Phái Trúc Lâm Yên Tử, Đạo Phật Thiền Tông Phái Trúc Lâm Yên Tử là không tu, không cúng, không cầu, không lại và không chứng, không đắc. Hoàn toàn người nào ngày đó mà ai hiểu được năm cái phần này là các tổ sẽ cấp cho một cái giấy gọi là giác ngộ yếu chỉ Phái Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì hiện nay giống như là chùa Tân Diệu, ai hiểu năm cái cây này thì được cấp là yếu chỉ Thiền Tông của chùa Tân Diệu. Nó cũng giống vậy thôi. Mà người nào mà muốn tổ chức cái này là người đó phải tu theo cái phái này. Mà hiện nay chú có thấy nhiều người đó đang tổ chức cái này, nhưng mà không biết họ có hiểu cái nguồn gốc không. Chứ nếu mà năm nay, năm 2021 này mà nếu mà tổ chức cái lễ này, thì cái tổ chức cái lễ này nó có cái nguyên tắc của nó, chứ không phải là muốn tổ chức. Thì cái bảng treo á, chúc thọ giới đàn, đại giới đàn pháp loa năm thứ 696. Vì tới bên nay là cái lễ mà của ông pháp loa làm ra thì được 696 năm rồi. Nếu người nào tu theo cái này làm ở đó thì phải treo cái bảng đúng vậy đó. Treo cái bảng đó đúng rồi đó thì phải 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này. Chứ không phải là mở ra làm gì. Mở ra để đọc 6 cái bài tham luận về cái pháp môn này, gọi là đại giới đàn pháp loa đó. Mà nếu mà người nào hiểu này thì mới làm vậy. Mà cái gốc tích này nó không phải đơn giản đâu. Cái gốc tích này là ngày xưa Đức Phật có nói chứ không phải không. Mà Đức Phật có nói là những người nào mà hiểu sâu về đạo, đạo của Như Lai đó thì mới làm được cái này. Vì thế mà
Tất cả những người nào mà muốn hỏi sâu về cái này thì Đức Phật bắt buộc phải làm như thế này. Đến quỳ trước Đức Phật, rồi nói cái gì đó rồi mới đi nhiễu vòng quanh ba vòng của Đức Phật, rồi mới quỳ trở lại, quỳ trịch giáo vai áo bên phải và nói: con xin gánh vác lời của Như Lai dạy, trả lời cho con, dù khó đến đâu con phải trả lời được. Thấy không? Vì thế mà tổ Pháp Loa mới có cái chuyện này, là cái giới đàn. Tại sao có chữ đàn? Chữ đàn là chữ đi vòng. Tổ Pháp Loa bắt thì đi năm vòng để thi là: tôi nguyện tu theo đại giới đàn Pháp Loa, không cầu, không cúng, không lại, không xin, không chứng, không đắc. Nói hoài năm lần đi vòng. Rồi sau đó đó thì ổng phải được cấp cho một cái giấy yếu chỉ đại pháp đàn pháp loa là cái chỗ này. Mình phải hiểu cái này nè. Cái lễ này nó khởi công, bây giờ nó tồn tại được là 696 năm. Tính đến năm 2021 này. Đó, ai hiểu được cái này thì mới hiểu cái đại giới đàn của pháp loa được. Chứ tôi thấy á, bây giờ nè, người ta tổ chức là gì? Ta lấy mấy chiếc xe rồi tao cho chạy vòng vòng, không phải vậy, không phải chạy vòng rồi bắt người ta quỳ lại, không phải. Có nghĩa là đi vòng, đi nhiễu vòng quanh ba lần. Hồi xưa là đệ tử Đức Phật phải nhiễu vòng quanh ba lần Đức Phật để nói ra một cái câu gì mà nó tuyệt mật. Mà bây giờ những cái câu đó nó còn lưu lại, tới bây giờ nó còn nhiều chứ không phải không. Chú kể cho mấy cô câu mà bây giờ không ai dám kể lại mấy câu này. Đức Phật ổng nói đó, tu mà cầu ổng là ông cầu ma đó. Cầu này ổng giải thích ghê lắm. Ổng tu theo ổng mà không cho ổng lại Phật, ổng cho lại. Bởi vì ổng là cấm lại mà, phải bắt luộc, phải đi vòng vòng. Đó thì bởi vậy đó, không cầu, không cúng, không lại. Đây ông cấm tôi không lại rồi, bây giờ không lẽ là tôi hỏi ông cho lại, không cho. Thôi thì tôi đi vòng vòng. Tại cái ông Pháp Loa mới cho đi vòng vòng, năm vòng để mà thực hiện năm cái lời nguyện này nè, thấy không? Không cầu, không cúng, không lại, không tu, không chứng, không đắc là cái chỗ này. Chùa Thiền Tông bắt trước ông Pháp Loa, chứ sự thật nó nằm ở trong cái giáo lý, nó có cái chuyện này. Mà không biết rồi ông Pháp Lý hồi xưa ổng đâu có, Pháp Loa đâu có đọc được quyển giáo lý đâu, Trần Nhân Tông cũng không đọc. Mà giáo lý này duy nhất chỉ Đức Phật viết để cho bà Thảo, bà giải mã ra thôi, có hai người để biết thôi. Vì thế mà người tu mà muốn nói gì cái đại giới đàn Pháp Loa phải hiểu cái nguồn gốc của nó thì mới tu được. Không phải đơn giản đâu. Năm cái câu này sướng lên không ai dám tu hết trơn á. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi.